Tôi làm clip chủ yếu chỉ hướng dẫn anh em 3-4k thôi. Còn clip mà để hướng dẫn anh em 6-7k thì nói chung là tôi cũng chịu thôi. Mà cái đấy thì làm đánh rank thì được, chứ còn bảo làm để hướng dẫn anh em chơi cái tầm rank 6-7k đấy, tôi mà làm được nói thật là anh em ái pro hết rồi. Nhưng những thủ nhân Vip rất là thiếu lượng stun. Có thể họ sẽ tích một con Hero Limit để là con DK để họ cùng ở bên phía TSC. GoPro của Hoàng Hồ. Hello anh em, nhận được rất nhiều ủng hộ và lời khen ngợi từ anh em thì hôm nay tôi sẽ quyết định làm một cái clip mới, và đây là một clip mà tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi một con Hero, đấy là Storm. Anh em biết rồi đấy, nhắc đến Storm thì ai cũng biết tới rồi. Tôi nói chung là một dân chơi Storm luôn, dân chơi thật luôn đấy. Thế là hôm nay mình sẽ có cả một cái clip đính kèm chơi Dota mà đánh ganh mà pick cho mình một con Storm Spirit Demit. Và đây thì đồng đội của mình toàn là những người trong 2-3 thôi. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip mà có cả hướng dẫn thực tế luôn. Đó, pick Storm. Storm này thì anh em có thể biết rồi, nó là một con hero mà gần đây thì Storm được bắp thêm một đôi chút, nhưng mà về cái vấn đề đi lên thì Storm vẫn chỉ là con hero mà đi lên ở dạng trung bình thôi. Từ trung bình đến yếu không thể nào mà so sánh được bằng những con hero như là Queen of Pain hay là DP hay là Wind Ranger hay là Shadowfin. Về cơ bản thì Storm vẫn là con hero cần đồ và nó rất là khó có thể mà nó rotate thành đầu game được. Nhưng mà late game thì Storm là con hero rất là mạnh, mid game cũng vậy. Điểm yếu duy nhất của Storm là nó cần đồ và cần level thôi. Nên là mình phải làm thế nào để cho nó đi mid được level 6 một cách sớm nhất. Khởi đầu item thì anh em mua như này cho tôi. Đó, trang bị item mua như này. Và đồng đội xe 2 Tango đi ra khu vực mid lên. Quan trọng nhất con Storm này là cái body club, body block grip. Anh em đánh Storm anh em không được, không cần phải đi tranh rune. Không cần phải đi tranh rune mà chỉ là body block grip thôi. Lên level 2 sớm sẽ có lợi. Ngày trước thì những con Storm mà anh em thường thấy thì là tăng max 1-3. Bây giờ thì Storm anh em thấy xem những người chơi như là kiểu Sumail hay là Maybe thường tăng 2 sớm. Tại vì sao? Lý do tăng 2 sớm tại vì cái skill 2 do bản này nó không bị slow nữa. Ở những phiên bản cũ thì Storm dùng skin 2 xong thì tốc độ di chuyển nó sẽ bị giảm đi. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Nên là khi mà anh em kéo dùng skin 2 vào, anh em bắn một cái và anh em có thể di chuyển lên phía trước và gần người địch, và anh em đặt một cái chát, anh bật ngay nữa thì chắc chắn là địch sẽ bị dính cái chát đấy. Còn như bản cũ thì em không thể nào làm cú mùi được. Nên là cái lượng đam ở điểm đầu game gây ra ở con Storm này nó sẽ là nhiều hơn. Chính vì thế mà người ta thường hay tăng skill 2. Item Storm lên thì thường vẫn chỉ là Kaya, Orchid, BKB, dòng Last Stone thôi. Bên kia thì có Light Healer và tôi là một người đi mid của Wind Ranger. Kèo Storm đi mid với Wind Ranger này thì nếu mà đánh khéo thì Storm sẽ là kèo, Storm đánh kiểu gì thì cũng sẽ là kèo dưới thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải hạ cái tôi của mình xuống và anh em xin tango. Game thủ đi mid thì bao giờ cũng là người có lòng tự trọng rất cao. Nói chung là không cần sự giúp đỡ đến từ các lên khác, nhưng mà anh em bắt buộc phải xin tango rồi. Không tango thì không chơi được. Được. Đấy, xin 2 tango nhưng đội cho 3 tango chứng tỏ là đội rất là tin tưởng tôi đấy. Nhìn qua về lên thì sao? Light Stealer này, Kerry này, Rubik này. Đối phương thì trông như là một đội hình mà kiểu thế giới vậy. Đó, quick buy thì như này. Có rất nhiều cách để chơi nhá. Anh em có thể lên cho mình đấy là Nun, nhưng mà tôi có thể khuyên anh em là thực ra đây chỉ là một cái trick mà tôi dùng thôi. Cắm mắt thì anh em phải cắm như nào để anh em nhìn thấy được cả rune nữa. Không cần quá quan tâm đối bên kia, nhưng mà phải còn thấy rune. Tại vì đánh Storm quan trọng nhất là rune. Đối phương nhá, anh em để ý này, hero limit của đối phương nếu là những con hero mà sử dụng skill để spam dạng dạng như kiểu là Windrunner này, Windrunner này, Queen of Pain này, SF này, Let's Shark này, thì anh em không nên lên cho mình đấy là Nun. Tại vì lên Nun nó sẽ tốn 200 tiền và đánh cả những con hero như vậy thì mình dần cần rất nhiều tiền để regen hay là bottle để có thể trụ lên. Nhưng là sẽ quick buy cho mình đấy là một cái healing save và một cái bottle trước chứ không phải là một cái Nun. Lên Nun thì tôi nghĩ là nó sẽ không hợp lý lắm, tại vì anh em sẽ bị thiếu đi cái lượng regen. Đi mid thì quan trọng nhất là body grab, body block grip nếu mà gặp những con hero harass nhiều. Đó, anh em phải quan trọng nhất là cái body block này. Body block không bị fail thì sẽ dễ ít bị harass hơn và anh em sẽ có thể một cái lên nó lợi thế hơn. Để có tay dài đi trước này cũng được. Thế còn tay dài thì lên nó sẽ đẩy phía mình thì mình sẽ lên level nhanh hơn. Đó. Cần phải chú ý là hit deny. Bây giờ thì cái skill 1 nó không tốn nhiều mana nữa nên là anh em hoàn toàn có thể là dùng skill 1 để farm. Nó thích bắn mặt mình. Cắn luôn cho mình đấy là một cái tango. Mình tăng 2 trước này. Tay dài anh em không để mất nhá, không bao giờ được để mất con tay dài. Đó. Chăm chỉ agro clip về vào. Đấy, sau khi mua cho mình đấy là một cái hồi máu thì lên cho mình đấy là bottle luôn.
Bottle với Storm rất là quan trọng, gần như là nó là mất hết item rồi, không bao giờ có thể mà không bao giờ được để mất cả, à được để lên delay cả, tại vì con Storm này không phải là con hero mà nó farm không cần Bottle. Quan trọng nhất là rune và Bottle thôi. Đó, nó bắn rất đau mặt mình. Queen Anner này nó rất biết chơi. Nó cứ đứng nó harass mình thôi, không cho mình farm. Cố gắng deny creep của nó nhưng mà lượng damage Storm này nói thật là không thể nào animation của nó tốt bằng Queen Anner được. Em thấy không? Nó cứ bắn mặt mình thôi. Đôi khi lại mua cho mình miếng nữa ra thì đi lên được. Đấy là lý do tại sao tôi không nên nun đấy, tại vì nó mất rất nhiều máu để regen khi mà đi lên với cả những con hero dạng dạng như kiểu là Queen of Pain hay là Storm hay là Wind Ranger hay là SF, thì cái lượng regen của mình rất là quan trọng, nó quyết định đến cái việc là mình có đi lên được hay không, có lên level 6 được hay không. À, tăng một cái skill 2 trước này, nếu mà giờ nó đi lỗi là anh em hoàn toàn có thể giết được nó rồi. Đó anh em thấy không? Nó chỉ cần đi lỗi thôi là anh em hoàn toàn có thể giết được nó bằng cái tình huống như vừa rồi. Và sau khi giết được nó thì mình có thể có cho mình ngay đấy là Bottle. Thực ra là Nguyên này nó có cho mình đấy là skill 3, nhưng mà vì cái việc là mình đang kéo nó hơi bất ngờ nên là cũng chưa chắc là nó sử dụng kịp. Đó, mua cho mình rất là nhiều đồ regen. Thế giờ mình đang hết đây, ăn luôn. Đấy, Bottle bây giờ thì mới từ nhà mang ra thôi. Đồng đội mình chết 2 mạng rồi nhưng không sao, Storm là con hero mà nó gánh kèo về mid game được. Gà đâu rồi, gà mãi không chạy. Đấy, thằng Wiener lên nun này. Wiener thì là những con hero mà nó phải trụ lên rất là nhiều và nó không bị harass quá nhiều ấy, tại vì nó là con hero tay dài và cái tốc bắn với cả cái animation của nó cộng với cả cái bộ skill của nó thì nó không phải là con hero mà bị harass quá nhiều ở lên được, nên là nó sẽ không cần phải mua cho mình để Bottle sớm. Nhưng những con hero mà như kiểu Storm này hay là SF này thì nói chung là nó rất cần cho mình để Bottle. Cố gắng mà tích từng con creep lại một thôi. Cắm một lấy mắt ở kia thì anh em sẽ có được run, cái những cái rune power. Đánh Storm này thì quan trọng nhất là rune, tại vì sử dụng rất là nhiều mana ở lên. Đây, bây giờ thì anh em nhìn này. Cắn cây mình phải cắn thế nào để cho mà mình đi vào được cái bụi này một cách mà nó dễ dàng nhất. Như cái map của tôi thì nó không ấy cho lắm, vì đây nó tôi không quen dùng cái không quen dùng cái Terran này nên là nó hơi nhìn hơi khó. Thằng Wiener nhưng có mắt trên đồi. Nó bắn ở đây chúng ta nó có mắt ở đây. À, bây giờ đi ăn rune thôi. Không cần quá quan tâm đến cái việc mà nó mất một hang creep. Mình mất một hang creep không quan trọng, quan trọng là mình có cái rune thì mình sẽ đi lên được. Bây giờ thì mình sẽ lên rune. Đó, mua cho mình ra xoài. Con này anh em nên mua xoài nhiều vào. Có mắt luôn, tại vì thời điểm răn ra sắp rồi. Thằng này nó mua ngọc độc để nó bắn mình nhá. Em thấy không? Nó mua rất nhiều đồ để harass. Mình cứ aggro grip này về thôi. Không giết rồi em ạ, giết rồi. Đấy một farm tôi đánh lỗi đấy. Đáng là lúc mà tôi kéo là tôi cắn mó tổ luôn. Bây giờ tôi nghĩ là mình nên là level 6. Cái mắt này anh em sẽ dùng để cắm vào rune. Tí nữa thời điểm hết rune bounty thì anh em sẽ hết rune power thì anh em sẽ dùng cái mắt này để cắm. Bây giờ thì cái thời gian mà anh em nên farm nhiều hơn là nên đi gank. Đánh Storm này thì không nên đi gank quá nhiều. Nếu mà không có rune xịn. Kiểu dạng dạng như kiểu regen ấy. Đó, bây giờ thì hết cho mình là mắt rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái mắt này để mình cắm. Quan trọng là nhìn được rune ra ở đâu thì mình sẽ rất là dễ được thể đánh nhau. Winner thì bây giờ thì mình không quan tâm nó lắm. Cảm ơn những cái chỗ mà mình không bị đi quát. Chức năng kiểu này thì nó sẽ hơi bị hên xui anh em ạ. Đập lô, đấy, đập lô trượt rồi. Đập lô trượt này rất tiêu luôn đấy. Nó mà thấy lên top là ăn gan là mình coi như là mình bị tự hủy. Đúng rồi, lên top ăn là run luôn. Bây giờ thì gần như nó không giết tôi nữa khi mà tôi có cho mình đã ulti rồi. Đây anh em nhìn này, khi mà Winner nó chuyển lên top nhá thì mình bắt đầu gây áp lực lên trụ.
đại khái là mình không được để cho cái việc mà nó di chuyển là mình đi vào rừng mình farm, mình phải vòng qua sau trụ để mình gây áp lực như này. Trừ khi là support nó di chuyển ra thì không nói làm gì, nhưng mà đánh như này thì mình phải gây áp lực trụ. Nó có fortify này thì mình phải căn. Đó. Bây giờ turn mình có xe mà, xe nổ mất rồi. Lên cho mình đấy là một cái giày. Tao cheat. Bây giờ mình farm, mình sẽ farm được khi nào mình hết mana thôi. Hết mana thì mình di chuyển về. Và khi mà mình di chuyển về thì mình sẽ có cho mình thêm một cái TP, mình sẽ dùng cái TP đấy để gank. Đó, phá bãi này thì mình di chuyển về và mình regen. Sau khi mà mình regen xong bọn đấy thì mình sẽ đi gank. Bây giờ thì mình ưu tiên đến mắc 1 trước, tại vì cái 1 nó gây đam nhiều hơn là cái 3. Cái 3 thì anh em chỉ tăng khi nào anh em có thể solo kill đối phương thôi. Trừ khi hero limit đối phương là dạng kiểu SS hay là Lesak hay là Lina thì anh em mới cần cái 1 cái 3 nhiều để anh em có thể vừa bay vừa bắn. Chứ còn đối phương là Windrunner ấy thì anh em tăng 3, mắc 3 thì nó bật, chỉ cần bật một cái Windrun lên là mình sẽ coi như là mình sẽ phí mất cái skill 3 của mình mà. Nên là mình sẽ không dùng cái skill 3 để mắc. Bây giờ thì không ai mid, thằng Winner đi gank thì mình lại TP ra mid để mình farm. Sắp có bật, sắp có rune đấy rồi. Xem nó là rune gì thì mình sẽ đi gank. Rune top. Bên bot này thì bỏ rồi. Nói chuyện với bot. Đó, lên ăn một cái DD. Lần này là cái ban này mình có lẽ là mình sẽ giết được một thằng. Đi vào rừng thêm mà gặp thằng nào không rừng. Anh thấy không? Nó di chuyển bot tạo áp lực này, mình phải đẩy lên. Đẩy càng nhanh càng tốt. Ăn được cái trụ này thì mình sẽ có lợi thế rất là nhiều. Đó, sau trụ đẩy. Winner bắt buộc phải TP ra mid để đép này. Thì bây giờ mình xuống bot mình dịch một thằng. Đấy thằng Magnus này. Đó, có mạng Magnus. Bây giờ Winner TP xuống nhưng mà có lẽ tôi nghĩ là nó không giết tôi đâu. Đó, có chọn tôi có run DD anh em ạ. Không bao giờ giết tôi tình huống này. Mà tôi còn mang quả xoài chứ. Đấy là một pha mà có vẻ tôi nhìn thấy gà bay ra rồi. Nhìn thấy gà bay ra rồi thì mình hoàn toàn có thể đứng lại nhau với nó. Hôm qua tôi có một quả xoài tôi mua từ nãy mà. Tháo hết mana bây giờ mình lại về thôi. Anh em đánh cho to nên anh em phải nhìn TP của mình liên tục này. Mua TP vào. Thấy TP mình không quay là phải mua TP. Đó, xong về nhà thì mua cho mình đi đồ. Có TP là mình sẽ di chuyển lên khác để mình ganh. Xong có thể ra bounty rồi. Bounty. Nhớ là phải nhắc đồng đội ăn năm bounty. Đấy con nào cũng vậy. Mình vào hero limit thì mình nhắc đồng đội ăn năm bounty nhiều vào. Mình mất hết năm bounty rất là tiêu. Trên top có một đăng invi này. Đi mua đồ anh em nhớ là mua sẵn cho mình để bấy mình mana nhé. Đây là Winner bị chơi. Nhưng mà tôi sẽ TP ra mid tại vì đây là thuốc thứ 10. Thời điểm mà có cho mình đấy là cái xe. Anh em nhìn thấy không? Nó hết Winrun này. Bên mình lại có ma nữa thì tôi cũng nghĩ là sống được. Winner mà hết Winrun, hết cái skill 3 của nó rất dễ giết. Nó chỉ cần dùng skill 3 lỗi thôi là mình có thể giết được. Bây giờ thì có xe thì anh em tanh trụ. Đó. Để xe nó bắn vài cái đã. Anh em nên nhớ là còn fortify. Storm thì anh em phải check liên tục cả Shrine vào. Đây, có Shrine này. Mình có thể hoàn toàn thể sử dụng cái mana của mình với máu của mình mới hợp lý. Thế là bây giờ mình ăn được trụ rồi. 11 phút tôi cầm Kaya và tôi farm 74 con. Thực ra không quá xanh đâu. Nếu mà tập trung farm rừng nữa nhanh hơn. Nhưng mà đây là còn cả đi gank nữa. Và đi đẩy trụ nữa thì nó sẽ lâu hơn so với cả cái việc là em tập trung vào farm rừng. Anh Winner mà đi rừng gặp mấy con golem farm rất khổ luôn. Tùy vào từng trường hợp anh em có thể lên cho mình nữa là những item như kiểu Orchid trước hoặc là Kaya trước. Nhưng mà thường sẽ lên Kaya trước sẽ lợi thế hơn là lên cho mình Orchid. Tại vì Storm này là một con hero mà rất thiếu mana. Bản này thì Blaston bị nớp nữa, không sách được với nhau. Bọn nó bây giờ thì cũng đẩy trụ rồi. Sắp có run này. Em thấy không? Có run thì anh em nên chủ động. Mua cho mình đấy là mắt. Đó. Đừng chờ đồng đội. Chờ đồng đội. Thực ra thì nếu mà đồng đội biết tốt, đồng đội mà hay thì người ta tự biết cả mắt cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà anh em mà kiểu đánh kiểu Dota một mình ấy mà thích gánh team ở cái tầm rank 4k ấy thì
thì anh em có thể tự mua, tại vì cái mắt thực ra cũng chả tốn đâu mà, 50 đồng thôi. Bây giờ cái mắt này nó bị giảm giá rất là nhiều rồi, hàng sale. Nên là đó, anh em có thể tự mua, tự lo được, sen chi sen chưởng thì tự mua hết rồi. Tôi không cần nhờ đồng đội nhiều, tại vì đồng đội mình cũng khổ mà, đang bị ép. Vì xin rùn vào tì rồi, game nó sẽ diễn ra rất dễ nếu mà con Storm này mà không bị cản thì... Đó, nhưng thấy là rất là xanh. Limit nhìn thấy mắc lớp này, TB ra ngay. TB ra thì anh em nhớ bấm cho mình đấy bottle, nó sẽ mất, nó sẽ tiết kiệm được khá mana. Vừa TB ra vừa bottle vừa bay thì nó sẽ tiết kiệm được khá mana để anh em bị mất. Nó còn có được cả cái hướng hiệu ứng đi gen ở nhà nữa. Đó, cứ cắm mắt ở rune này thôi, chứ rune liên tục vào thì anh em sẽ không bị mất nhiều mana ở đánh nhau. Nó làm bằng gì gen luôn, nó đi gen liên tục, mình làm được 2 mạng, nó kiểu thằng may chẳng hạn. Chứ tôi không mất gì gen cơ. Tôi vẫn chưa mất hiệu ứng design anh em ạ. Giống như tôi đã làm bết rồi. Để nó đi à? Hay là có Amlet nữa thì khó giết. Từng người luôn. Có một cái làm bết. Ông ES này ra rất giống ES đi nốt này. Tăng 3 lần thì nếu mà anh em lên cho mình là Orchid nhá. Nếu mà anh em lên Orchid thì anh em trong lần này. Đó, còn nếu anh em lên Blaston thì anh em tăng cho mình đấy là talent lên Blaston thì sẽ tăng cho mình đấy là talent cộng 400 máu. Còn nếu lên Orchid thì tăng cho mình đấy là talent lên Orchid thì lên talent 400 máu. Còn lên Blaston thì lên cho mình đấy là talent cộng cái Static Raymond. 3.200 tiền này, trận này tôi lên Orchid. Lên Orchid để có thể bắt được Winner. Cũng như là kiểu ES, E hiểm gì đấy thì sẽ lên Orchid. Có Lan Gen thì nó là dễ chơi. Hoặc ăn Akin. Một cái Lan Gen anh có thể pha được tầm 3 bãi. Cứ bay ra rồi bắn thôi. Tham rừng thì nó không bị bất hiệu ứng gì Gen. Mình phải liên tục tạo áp lực lên cái trụ này. Bây giờ mana của mình hồi cũng khá là nhanh rồi ấy. Anh em mua cho mình nhiều mana và cứ mua thừa đồ thừa tiền là anh em mua mana thôi. Bây giờ thì hoàn toàn có thể tự tin cái việc đấy là lao vào giết thằng Winner này. Săn đôi Doom. Họ bay vào thì cứ xài lần một thằng, đấm một thằng thôi. Thằng nào quan trọng thì mình sẽ lần thằng đấy. Có một điều cái lưu ý là anh em đánh Storm ấy mà gặp counter như kiểu gặp những con hero như Rubik này, Lion này thì anh em không được showface trước, không được vào trước. Nếu mà mọi người không có cho mình thì là BKB thì không được vào trước. Còn nếu mà có BKB rồi thì mình nhìn thế nào là mình vô đấy thôi. Còn nếu mà không có BKB mà chỉ có Orchid không ấy thì cái việc mà mình phải lựa chọn đối phương để mình bắt nó là một cái mà rất là quan trọng. Nếu mà bị Lion counter thì mình nên dùng cái Orchid để người Lion và chỉ khi nào mình thấy Lion thì mình bắt nó thôi. Còn nếu mà không thấy Lion thì thôi mình sẽ không vào, tại vì là như thế rất là nguy hiểm. Có Orchid rồi thì mình rất là nạo được. Kiểu dạng mà đánh gặp Lion hay là Nick Assassin thì mình sẽ chỉ dùng cái Orchid và người hai hàng đấy thôi. Giờ hết mana thì mình sẽ thăm rừng. Đây, mắt này, em để ý đây. Lúc nào cũng phải có cái mắt ở rune. Kiểm soát rune là cái rất là quan trọng khi mà chơi những con hero như kiểu Storm hay Lesak. Bây giờ thì cứ thấy thằng nào là mình ra mình cứ thấy thôi. Dễ vãi cả cứt luôn đấy, ai cũng làm được. Nên nhớ xong điểm rune, xong có đan bounty này. Đấy, đồng đội thì có những cái mắt trong rừng này. Bây giờ mình thấy rằng này mình có Orchid thì mình cứ bàn tóm nó thôi. Nó bây giờ nó không thể làm gì được, tại bây giờ nó lên thì mình thấy là búa xét. Lên búa xét thì nó không thể là đòi hỏi gì được. Đó, anh em thấy đây, anh em bay vào. Nhìn 19-35 nhá, thì anh em nên chọn cho mình đấy là một cái đường đan bounty. Đó, cái đường xin tốt.
giờ sẽ farm ở quanh khu vực này và có run thì sẽ ra gian run. Đồng đội mình đánh nhau thôi. Bây giờ bọn nó ít đồ lắm rồi đấy. Hôm nay Boti ra đấy thì lượn lại farm khu vực mid lên, đẩy trụ đấy. Trước khi ăn Boti đẩy một cái như này thì trụ nó sẽ bị cái HH này. Và nếu mà nó TP ra ăn Boti thì trụ của nó sẽ bị HH rất là nhiều. Đánh cho to nữa em phải liên tục là để ý đổi giày. Giày dép đổi hết vào. Đổi giày là một cái mà khá quan trọng đối với cả con Tom này. Thậm chí là kể cả chơi SF anh em phải đổi giày luôn ấy. Nhưng còn như kiểu BB lúc đầu thì mình cần đổi, chứ còn về sau thì tôi nghĩ là bỏ qua được. Tại vì cái lượng mana của nó không cần sử dụng quá nhiều. Nhưng mà Storm này là con hero mà rất là cần mana. Đừng ngại sử dụng mana để farm anh em nhé. Liên tục như này thôi. Đánh tanh trụ ít lại được để cho creep nó lên. À, cái này chỉ dành cho anh em là rank kiểu 4k, 3-4k thì anh em dùng cái này được. Còn nếu mà anh em rank cao thì anh em phải phụ thuộc đồng đội rất là nhiều. Nhưng mà tôi làm clip chủ yếu chỉ hướng dẫn cho anh em 3-4k thôi. Còn clip mà để hướng dẫn anh em 6-7k thì nói chung là tôi cũng chịu thôi. Mà cái đấy thì làm đánh rank thì được, chứ còn bảo làm để hướng dẫn anh em chơi cái tầm rank 6-7k đấy, tôi mà làm được nói thật là anh em án pro hết rồi. Còn đây chỉ là hướng dẫn để cái tầm rank này có thể chơi game mà nó lên rank dễ hơn. Bây giờ cho mình là một cái ấy thôi, linh ken thôi, có Rubik xong rồi có phi độc pen thì nên linh ken. Thực ra bên BKB thì cũng được, nhưng mà tôi lại thích cái linh ken hơn tại vì nó có hồi mana. Tầm này rep rồi thì em không cần phải lên BKB đâu. Đó, bây giờ thì bay ra tóm nào thì tóm thôi. Đi ăn run đã, mana hết này, đi ăn run. Hồi mana 51 thực ra là không nhiều đâu anh em ạ. Với những con hero mà cần nhiều mana như Storm hay Lesak thì 51 mana một giây thì không nhiều. Từ đầu game đến giờ tôi định bảo có Anakin, bắt là có Anakin luôn. Đây là một run mà tôi nói thật là Storm ăn run này nó là vô địch thiên hạ luôn. Chấp tất cả các bạn carry những kiểu space chair. Đó, bắt Rubik thôi này, anh em mình thấy chưa? Thằng Rubik là thằng nhất của mình. Winner thì nó sẽ không có cây. Nó phải chọn góc, nên là không cần phải bắt Winner. Mình chỉ bắt thằng Rubik thôi. Thằng nào quan trọng thì bắt thằng đấy. Cẩn thận nó vào shot. Đó. Mình chỉ bắt thằng nào nó có skill để giết mình thôi. Mà skill của nó phải là instant skill ấy. Như kiểu thằng Rubik đấy chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng skill vào người nó. Dùng all kit vào người nó chứ. Mà phải giết đầu tiên. Để nó không nhấc được mình lên. Tại vì cái nhấc của Rubik thì Storm không né được. Storm không thể nào mà né được cái nhấc của Rubik cả. Nó mà kích được người mình là mình sẽ bị nhấc luôn nếu mình không linh kèn. Còn như kiểu ES hay là Winner thì cái skill của con Winner này là skill mà nó phải chọn góc. Nên là anh em thấy không, lúc tôi bắt thằng Rubik nó phải đi vòng quanh lại. Và tôi thì sẽ bay vào cái chỗ không có cây. Nên nó sẽ rất khó để lựa chọn mục tiêu. Nó săn tôi không phải 15 giây thì chả nói được cái gì cả. Ui, bắn mít vào Rubik luôn. Bây giờ thì cái đấu rất là dễ rồi. Nhiều đồ quá rồi thì bọn nó chả làm gì mình nữa. Nên nếu mà anh em pick Storm thì anh em để ý, nếu mà team mình có cái nào phá trụ được rồi ấy, thì anh em mới hãng pick cho mình ra Storm. Hoặc nếu anh em pick Storm anh em phải bảo được đội mình pick cái nào phá trụ. Tại vì Storm là một hero mà gây đam bên trụ không nhiều. Có người sẽ tăng 3 lần ở bên 1 và có người tăng lên bên 2. Nhưng mà nếu mà tăng lên bên 1 thì tôi nghĩ là cái 1 với cái 2 không quan trọng lắm đâu. Tại vì kiểu sau kiểu gì về sau con Storm này cũng là con hero mà nó lên đồ AS thôi. Lên Kaya ra xa này thì nó sẽ có bắn nhanh rồi. Nên là tôi nghĩ là cái 1 hay 2 rồi không quan trọng lắm. Nên cái 2 thêm được một chút disable. Và disable thì anh em có thể lên cả cái xanh nữa. Thì kéo nó sẽ thêm 0,5 giây. Nó lại không khác như bright hole thu nhỏ cả. Bây giờ thì làm gì cũng thắng rồi. Nhưng đầu bây giờ rất là dễ. Storm là con hero mà đánh ở tầm 3-4k mà anh em outlink level đầu ấy. Mấy level đầu anh em xanh ấy. Thì game mới coi như là mình thắng luôn. Còn nếu mà mấy level đầu mà thọt ấy thì nói chung là phải farm bù và phải cố gắng để có cho mình được những cái mạng lẻ của đối phương thì nó sẽ lật kèo rất là dễ. Đấy là cái bản chất của con Storm này, nó cũng tương tự vậy với cả Ember Spirit. Hai con này thì cái lực mana giống nhau. Những con hero mà gánh được kèo là những con hero mà nó có thể farm được, gánh được, chạy trốn được, đẩy lên được, làm gì một mình cũng được mà nó không cần phải quá quan tâm đến đồng đội. Thì đấy là một hai con hero mà điển hình Storm và Ember. Còn như kiểu Mepo với biển thì nó phải yêu cầu người chơi nữa. Và cái kỹ năng micro rất là cao thì mới chơi được hai con đấy.
Em đánh gank này thì anh em nên tập trung vào farm nhiều hơn là đi gank. Nhưng tôi trận này tôi không đi gank quá nhiều nhá, tôi phải farm hết mana. Anh em thấy là lúc nào tôi cũng farm cho mình để hết mana xong rồi tôi TP xong rồi tôi đi bộ về nhà. Và sau khi đi bộ về nhà tôi có TP thì tôi mới để ý các lên khác của tôi đi gank. Hoặc là khi nào tôi ăn được một gank rất là xịn thì tôi mới đi gank thôi. Còn tôi sẽ không kiểu đi gank theo kiểu là ở mid xong rồi đi ăn xong rồi đến thời gian buổi đêm rồi tôi đi gank đâu, chứ chả tôi đi gank kiểu đấy cả. Chỉ gank khi nào mình có TP thôi. Hoặc backup ăn được những cái mạng lẻ, mà mình quan trọng nhất thì lúc đầu chỉ cần là 1-2 mạng lẻ thôi. Còn ăn được càng nhiều càng tốt, tại vì cái lượng mana ở Storm rất là hiếm. Mà nó sẽ không có quá nhiều mana để có thể đi gank được. Một con hero mà nó cần khá kỹ năng để có thể chơi được con hero này. Nhưng mà nếu mà anh em chơi được con này giỏi thì nó là con hero mà chuyên dùng để leo rank tầm 3-4k, 5k, 6k thì hơi khó, nhưng 3-4-5k thì cũng nghĩ là leo được. Nên nếu mà anh em pick Storm thì anh em nên ban đi cho mình con, đấy là những con hero như kiểu là Nick Assassin đi. Tôi nghĩ là đánh Storm thì nên ban Nick Assassin. Thì đấy là một con hero mà counter rất mạnh Storm. AM thì có thể Storm không sợ đâu, nhưng Nick Assassin thì có đấy. Sau khi mà xem xong cái clip hướng dẫn dạy chơi của mình, anh em có thể share, like và subscribe fanpage của mình để mình có thể làm được nhiều những clip như vậy hơn. Mình sẽ cố gắng để có thể làm hướng dẫn anh em chơi tất cả những con hero ở trong Dota 2. Ngoại trừ Taki ra thì mình hơi bị kỳ thị một chút, nhưng mà gần như là những con hero trong Dota 2 này mình đều có thể chơi được. Bây giờ thì mình hầu hết chỉ làm những con hero mà nó là hot pick và nhiều người chơi về hiện tại thôi. Còn những con hero mà ít người chơi, nó bị nớp và rất ít người chơi như kiểu là Slash hay là Ricky hay là Necro thì mình sẽ bỏ qua. Chủ yếu là mình chỉ làm những con hero mà nó nhiều người chơi ở nhất ở thời điểm này thôi. Cảm ơn anh em.